Ngọc Hương. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chà chà chà, Ngọc Hương có một cái túi sách xinh xắn quá. Cô Thảo ơi, không phải là túi sách đâu mà là giỏ đựng thức ăn của Ngọc Hương đó. À thì ra là như vậy, cô nhớ rồi. Lúc này cô thấy các em sinh viên nè, các bạn dưới văn phòng thường hay xách những cái túi sách nhỏ nhỏ như thế này để đem theo buổi trưa để ăn trưa. Đúng rồi đó cô Thảo, em cũng vậy luôn. Bởi vì buổi trưa nhiều khi không có thời gian để ra ngoài ăn, bận rộn nữa. Với lại em cũng sợ trời nắng nữa. Nên đem cơm theo, vừa ngon nè, mà vừa tiện lợi. Và đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hay là cả tháng 3 này mình dành cả một cái chủ đề đó là bữa ngon tiện lợi cho quý vị khán giả đi cô Thảo. Như vậy thì những người phụ nữ nội trợ có thể chuẩn bị buổi sáng nè, rồi chuẩn bị luôn buổi trưa cho chồng hoặc là con của mình mang theo. Và bữa ăn đó thì phải đảm bảo dinh dưỡng và chế biến phải thật là nhanh chóng phải không? Đúng rồi cô, bởi vì buổi sáng đâu có nhiều thời gian đâu, làm buổi sáng xong rồi trưa đem theo ăn luôn. À cô cũng đoán được ý của Ngọc Hương, cho nên ngày hôm nay cô đã chuẩn bị một món ăn chế biến vừa nhanh, gọn, phù hợp với lại bữa trưa văn phòng và đặc biệt rất phù hợp với chủ đề của chương trình. Đó là món bánh mì bì Sài Gòn. Chúng ta làm món bánh mì bì Sài Gòn thì sẽ cần chuẩn bị khoảng 4 ổ bánh mì, 150g da heo, 300g thịt nách, hành, ngò, đồ chua và một trái ớt sừng. Ngoài ra chúng ta cần chuẩn bị thêm tỏi băm, hành băm, ngũ vị hương, thính, một chén nước dừa xiêm, các loại gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và hạt nêm Ajigon. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt một cái nồi nước lên bếp và chúng ta chờ cho nước sôi. Cô sẽ nêm vào khoảng một muỗng cà phê hạt nêm Ajigon. Khi mà nước sôi rồi thì chúng ta sẽ cho phần da heo này vào. Kế đó là chúng ta phải ướp phần thịt heo này để cho thịt heo thấm. Chúng ta phải chọn thịt ngon, ví dụ như mình chọn cái thịt ba chỉ cũng được, hoặc là nếu mà muốn ngon và có độ giòn thì chúng ta nên chọn cái loại thịt nách, thì phần thịt nách này sẽ rất là giòn và ngon. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng 2 muỗng cà phê nước hành tỏi nè. Kế đó cô sẽ ướp tiếp vào 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, khoảng nửa muỗng cà phê tiêu và nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajigon. Tất cả các gia vị này chúng ta cho vào xong rồi, chúng ta sẽ thoa đều lên trên cái miếng thịt này và chúng ta ướp cho thật là thấm gia vị. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ ram thịt, nhưng mà trước khi ram thịt thì cô sẽ còn làm cái phần dầu hành này để mà cho vào trong bánh mì bì thì món ăn sẽ ngon hơn. Vậy thì cô cần dụng cụ là cái gì? Một cái chảo. Có một cái chảo? Cái chảo Ngọc Hương chuẩn bị xinh quá. Chờ cho chảo nóng và chúng ta sẽ cho một ít dầu vào. Phần hành lá chúng ta chuẩn bị trong giai đoạn đầu thì phần cộng hành quý vị khán giả sẽ tước nhỏ ra thành sợi để chúng ta có thể cho vào trong phần bánh mì khi mà hoàn tất. Còn phần lá thì chúng ta sắc nhỏ ra như thế này và chúng ta cho vào trong phần hành lá này một ít muối. Sau đó chúng ta đun phần dầu lên cho dầu thật là nóng và lúc đó chúng ta sẽ chế phần dầu này vào trong hành này để làm cho hành nó tái đi và nó vẫn giữ được cái độ xanh. Khi mà rót vào như vậy thì dầu nóng sẽ làm cho cái phần hành này chín tái đi mà nó không làm cho hành bị vàng. Như vậy phần dầu hành đã xong, Ngọc Hương bật bếp lên, chúng ta tiếp tục làm đến phần thịt. Chúng ta cũng cho một ít dầu ăn vào, khoảng chừng một muỗng cà phê dầu ăn thôi. Khi dầu trong chảo đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho miếng thịt vào ram. Chúng ta sẽ chiên cho nó vàng một mặt, sau đó chúng ta trở sang mặt còn lại để cho hai mặt đều vàng xém cạnh. Bây giờ cô sẽ cho nước dừa xiêm vào. Trong thời gian đó thì da heo cũng đã chín rồi, cô sẽ vớt ra ngay. Ngâm vào trong nước lạnh một chút rồi thì bây giờ da cũng đã nguội rồi. Chúng ta sẽ lấy ra và lạng như thế này nè. Chúng ta sẽ lạng thật là mỏng. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ sắc sợi trở lại. Thịt nước bây giờ đã sệt lại rồi nè Ngọc Hương. Em tắt bếp giúp cho cô đi. Chúng ta vớt thịt ra và để thịt cho thật nguội. Sau đó chúng ta mới sắc thịt. Ủa tại sao mình phải để thật nguội hả cô Thảo? Đó cũng là một cái mà cô định nhắc Ngọc Hương và quý vị khán giả. Tức là sau khi chúng ta ram thịt xong đem ra chúng ta phải để cho thật nguội. Rồi sau đó mới sắc thì những cái miếng thịt nhìn mới đẹp, những cái sợi thịt sẽ rất là sắc sảo. Trong khi chờ cho thịt nguội hẳn thì cô sẽ làm nước mắm. Cô sẽ sử dụng khoảng 5 muỗng canh nước đun sôi để nguội. Sau đó cô sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm nữa. Và kế đó là không thể thiếu cái vị chua chua của giấm gạo Lisa. Cô sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh giấm gạo Lisa nữa. Cuối cùng cô cho tỏi băm và ớt băm vào. Thịt bây giờ nguội rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị sắc sợi những cái phần thịt này ra.
Thịt xắt xong rồi, bây giờ đến giai đoạn trộn. Cô sẽ trộn phần da heo vào nè. Sau đó chúng ta sẽ cho vào một ít tỏi băm, cho thêm tỏi phi vào để cho có mùi thơm hơn. Phần thính cô cũng sẽ cho thêm vào, thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường nữa và một ít muối. Tiếp tục trộn cho thật đều để cho phần gia vị này thật là thấm vào trong cái phần mì. Cô sẽ xẻ dọc cái ổ bánh mì ra và cô sẽ trét cái phần mỡ hành vào. Cái đến là một ít mì. Đúng rồi. Một ít đồ chua nữa, một ít đầu hành nè. Rồi ngọt đi. Cuối cùng là cô sẽ cho ớt sắc sợi vào. Và không thể không thiếu một nguyên liệu cuối cùng, đó là nước mắm. Wow, cô Dự Thảo trình bày thật là hấp dẫn và đẹp mắt. Còn đây là cái phần mà Ngọc Hương thưởng thức trước để mà có thể chia sẻ cảm nhận với lại quý vị khán giả. Cảm ơn cô Dự Thảo. Cái cảm giác đầu tiên của cô Thảo là cắn một cái, giòn, thiệt là giòn của bánh mì. Bì à, thấm đều gia vị nha, đặc biệt là nước mắm á, chua chua ngọt ngọt của giấm gạo Lisa, ăn thật là thích. Em nghĩ chắc ngày nào em cũng ăn bánh mì bì Sài Gòn quá à. Bữa ngon, tiện lợi. Chúc quý vị sẽ thành công. Đừng quên gửi thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Diệu Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.